Một ngày mới lại bắt đầu trên thành phố Đà Nẵng. Theo bạn, một ngày của một người lập trình viên sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng đồng hành cùng một ngày làm việc của anh Bùi Viết Thảo, lập trình viên đơn vị R7 Versu 2 FPT Software Đà Nẵng để khám phá những điều khác biệt của cuộc sống lập trình viên nơi đây. Năm 2012 thì mình có tham gia cái event là Revive Full Buy với các bạn FU. Thì qua hoạt động này mình đặc biệt thích cái văn hóa của FPT. Chính vì vậy mà khi ra trường với rất nhiều sự lựa chọn thì mình đã chọn FSOC vì nghĩ là phù hợp với môi trường này. Và may thay thì 3 năm vừa qua thì mình vẫn phù hợp với nó. Đừng nghĩ rằng một lập trình viên thì chỉ sống với chiếc máy tính và những dòng code khô khan. Khi vào FSOC thì mình được phân vào R7, một bu được coi là lớn nhất vào thời điểm đấy và đến bây giờ vẫn vậy. Thì đặc thù của bu này là làm việc cho thị trường Nhật, việc của môi trường rất là chặt chẽ, được quản lý rất là chặt chẽ, mọi thứ đều là tiếng Nhật cả. Đến nhân đau mình cũng dùng tiếng Nhật. Và đôi khi đến việc đầu tiên là đổi bắt buộc máy thì cũng mang lại rất là nhiều khó khăn cho bản thân mình. Tất cả những người xung quanh đều là thầy của mình. Khi vào môi trường này thì anh chị em rất là nhiệt tình giúp mình giải đáp những câu hỏi vì sao. Và chỉ trong 3 tháng là mình có thể hòa nhập với mọi người xung quanh. Sau này mình mới hiểu được là những việc đó góp phần rất là quan trọng vào kết quả công việc của mình. Bên cạnh trách nhiệm và nhiệt huyết, điều không thể thiếu trong mỗi ngày làm việc của một lập trình viên đó là tư duy logic, khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, sử dụng ngoại ngữ và làm việc nhóm. Nói về yêu cầu của một lập trình viên thì mình nghĩ đó là trách nhiệm và máu. Về trách nhiệm thì mình đang làm việc tại FSOC mà cụ thể đơn vị mình là R7 thì nó yêu cầu rất là cao về chất lượng và cũng như là quy trình. Bởi vậy thì mỗi nhân viên phải luyện tập cho mình một mindset cực cao về trách nhiệm. Việc gì mình đã nhận thì mình sẽ chịu nhiệm cuối cùng về đó. Thì đặc thù công việc của mình thì hiện tại phải nói là cũng bận rộn. Tại vì mình làm cho môi trường Nhật thì yêu cầu rất là cao về quy trình cũng như là thời gian làm việc. Thì đồng thời mình còn có công việc về sở thích của mình bên các hoạt động tổng hội. Thì mình phải làm sao cho đó để cân bằng giữa hai bên. Với mật độ dự án dày đặc, các cuộc họp diễn ra thường xuyên, kỹ năng quản trị nhóm và làm việc nhóm tại đây hết sức được chú trọng. Khó nhất là lắng nghe mọi người, lắng nghe những gì người khác nói và đồng thời trình bày những quan điểm của mình sao cho người khác hiểu được. Và những việc đó là chúng ta phải rèn luyện ngày qua ngày. Sau những giờ làm việc và những cuộc họp căng thẳng, hãy cùng anh Bùi Viết Hảo khám phá những điểm đặc biệt chỉ có ở FSOC. FSOC không chỉ cho tôi công việc tốt mà còn cho tôi những bữa ăn ngon. Tại giờ giải lao buổi trưa thì ở FSOC có một đặc sản rất riêng của FSOC. Ghé căng tin vào buổi trưa, chắc hẳn chúng ta sẽ phát hiện ra một môn chơi rất được ưa chuộng tại đây. Đó chính là cờ tướng. Đang rồi anh Đạo, chạy được không? Thì hiện tại thì bên cạnh offshore thì FSOC cũng đang tiến đến những domain mới. Thì như phía sau đây là FSOC đang huấn luyện xe tự lái. Thì từ những chiếc xe điện bình thường thì qua những phần mềm do chính 100% FSOC viết thì xe điện đó sẽ thông minh và có thể tự hoạt động được, không cần con người điều khiển. Tranh thủ giờ trưa, anh Hảo đang đọc tờ nội sang và Last Eye của báo Cucumber. Đây là sự kiện sinh nhật công ty năm SDN năm 2016. Và đây. Yeah. Bây giờ cùng làm tổ chức của mình xếp mình rất là nhiệt tình, cháy thêm mình lên sân khấu. Tại đây thì mình cảm thấy là đời sống tinh thần của nhân viên được quan tâm, hết sức là quan tâm và đặt lên hàng đầu. Và hôm nay anh Hảo sẽ đưa chúng ta đến một buổi tiệc sinh nhật của một nhân vật quan trọng tại FPT Software Đà Nẵng. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với chương trình phát thanh VOF Sweet Time phiên bản mới Weekend. Đúng 5 giờ chiều, loa tòa nhà vang lên chương trình phát thanh VOF toàn quốc của FSOC. Đó cũng là lúc anh Hảo sẽ lên xe buýt về lại trung tâm thành phố. Và anh Hảo sẽ đưa chúng ta đến nơi đâu? Làm việc tôi rất là mệt mỏi. Tuy nhiên sau giờ làm việc thì chúng tôi vẫn thường có những môn thể thao để giải trí. Như cụ thể đây là tôi đang tham dự giải đá bóng của các bạn cùng làm cho công ty. Thì giải này chỉ giải thưởng chỉ là 50.000 đồng tiền nước thôi. Điều anh em rất là máu và hết mình. Ở FSOC cứ máu là xong.